Thì Cú xin chào các bạn nhé. Cái video này là Cú sẽ nói đến cái vụ việc ngày hôm qua. Là Cú có bán con ạc top 1 ở server 550 đó. Thì Cú có làm một cái video cho các bạn lên kênh YouTube của mình. Cái thứ nhất là để cho các bạn xem ạc top 1 có gì. Cái thứ hai là cũng muốn mua bán trên YouTube. Nhưng mà thật ra những cái video mà mua bán của Cú á, là chủ yếu là cho các bạn xem thôi. Chứ còn mua bán thì với khả năng của Cú là bán trên Facebook hay là Zalo thì nó vẫn chạy đều thôi các bạn. Thì ở đây là Cú đã bán xong rồi thì Cú mới quay lại một cái video này. Cú định không nói đến vụ này nữa. Nhưng mà các bạn nhìn đây, đây là khi mà vừa sáng hôm qua thì khoảng 9 giờ mấy Cú nhận được một cái tin nhắn của một ông khách. Nói là thằng Tuấn Anh Lê này, nó là chủ kênh Tuấn Anh Online. Nói thẳng cho nó biết, đó chính là nó đã post Cú, đó chính là ý của nó là Cú tiếp tay cho lừa đảo để mua con ạc này giá rẻ và bán lại cho mọi người. Thì bây giờ Cú nói nếu bạn nào cảm thấy tin tưởng thì tin, không tin thì các bạn muốn nói gì nói, Cú không có giải thích nhiều. Thì con ạc này Cú thu vào lúc 6 giờ 20 ngày 19 tháng 2. Đó chính là khi mà thu xong thì chủ ạc show ra đủ hình ảnh và đổi số điện thoại. Sau đó thì Cú vào check chuẩn số điện thoại của Cú và cả chuẩn ạc luôn. Thì Cú mới gửi tiền cho chủ ạc nha các bạn. Thì nếu như một người mà có số điện thoại đầy đủ, có hình ảnh đầy đủ thì Cú thu thôi. Thì Cú thu xong khoảng hơn một tiếng sau thì Cú nhận được tin nhắn của một ông anh giao dịch viên cùng với Cú ở cộng đồng Gunny Mobi. Thì ảnh nói là con ạc này là do nó lừa đảo của một người khác. Và Cú hỏi là hình thức nó lừa đảo là sao. Thì ảnh nói là nó đi giao dịch trực tiếp. Chủ ạc đầu tiên á, chủ ạc chính á các bạn, đi giao dịch trực tiếp. Nhưng mà sau đó thì đổi số điện thoại thì bị một đám bạn bè gì ra đó quánh. Thì kiểu như là giật ạc không trả tiền á các bạn. Thì Cú mới kêu chủ ạc liên hệ với Cú. Cái thứ nhất là nếu như bạn chủ ạc còn muốn chơi thì bạn ấy hãy liên hệ với Cú để mua lại con ạc này với giá thanh lý mà Cú vừa thu của bạn kia. Thì chủ ạc không chơi nữa. Chủ ạc trả lời là bạn ấy chán rồi, bạn ấy không chơi nữa. Thì mọi chuyện nó quá là đơn giản, kết thúc tại đó. Thì nhưng mà sáng hôm sau, sáng ngày hôm qua, Cú đăng cái video này lên trên YouTube và kèm theo đó là đăng những cái bài bán ạc này lên trên trang cá nhân của mình đó. Thì bắt đầu là Cú nhận được tin nhắn từ một ông khách là nói là thằng Tuấn Anh nó nói Cú á, là kiểu như nó là khiêu khích muốn đâm chọt á. Thì Cú vừa nói thì các bạn vừa đọc giùm Cú cái những cái bài cờ, những cái lời comment của tất cả anh em ở trong cộng đồng Gunny Mobi. Hơn 400k thành viên nha các bạn, hơn 400.000 người. Thì nó sẽ chuẩn xác hơn. Và đây là bài của một con phò của bên nó. Chuyên gia là đi kiểu như cắn thê á các bạn, khóc thê á. Chuyện của ai mà hả liên quan tới thằng Tuấn Anh là nó không ra mặt. Bởi vì nó sợ mất hình ảnh của nó đi. Nó không có dám là dùng những lời lẽ mà chửi tục như là Cú hay là những anh em mà nó từng đâm chọt. Cho nên là nó chỉ ri một cái bài khiêu khích đó xong rồi thì nó chỉ vào comment theo cái kiểu là ông Bụt á, Cú thường nói là ông Bụt mà giúp đỡ mọi người làm sao là nó comment theo cái kiểu đó đó. Nhưng mà cuộc sống nó ở phía sau á thì như thế nào thì mọi người tự đánh giá, Cú không đánh giá nó. Bởi vì chuyện như thế này á thì Cú không có nói về phần mình được khá là nhiều, cũng không thể nói nó như thế này như thế kia. Mà nói chung là cái công chuyện của ai nấy làm, nó làm kênh YouTube thì kệ nó, Cú làm thì kệ Cú, còn nó cay cái gì, nó nói cái gì mà nói chung là như là cái thằng này là cái thằng thay mặt nó để ra dùng những cái lời lẽ mà chửi tục để đối chọi lại với cả ngàn người, dù sai dù đúng gì nó cũng chửi láng hết. Còn thằng chủ kia thì nó chỉ ngồi nó cười thôi, mà thằng này nó ngu, kiểu như là đi khóc thê mà không biết ấy các bạn. Trong khi người ta ngồi hả hê ở nhà, còn mình thì bị chửi, bị gạch đá một nùi mà vẫn bình thường, nó vẫn bình thường, Cú chả hiểu luôn. Thì các bạn hãy đọc từng cái comment ở trong bài của con phò nó nha. Chuyên gia là đi bóc những cái kiểu như là gây quát đó các bạn. Gây quát nhưng mà gây quát giùm người ta chứ không có ạc thì không liên quan. Nói chung là con ạc này không liên quan cả thằng Tuấn Anh Online luôn nữa. Nếu như mà bài này muốn nói là thằng chủ ạc phải liên hệ với Cú để nói chứ không, nó cũng không có quyền nữa. Nếu nó nói thằng chủ ạc là người là anh em của nó hay là bạn của nó vậy, sao lúc bị mất ạc nó không biết like lên thông báo đi,
mà đến đợi khi cứu, đợi qua 7 ngày, qua 1 tuần người ta đổi số điện thoại được luôn. Cứu thu đồ xong hết luôn thì bắt đầu nó mới giở trò đâm chọt. Thì theo như cứu nghĩ thì chuyện này quá bình thường, tại vì hồi khoảng trước Tết khoảng 1 tháng thì cái vụ mà nó phốt trên Vũ Vật Vờ á các bạn, thì cứu đã có xen vào bên anh Vũ cho nên là nó ghìm tới bây giờ thôi. Thì cứu đã chặn nó rất là lâu rồi. Thì trong cái bài này các bạn cũng thấy đây, những cái comment mà có chữ Tuấn Anh Lê đầu là tức là nó cũng đã có vào comment, nhưng mà là do cứu chặn rồi các bạn, cho nên là cứu không nhìn thấy được những cái comment của nó nữa. Còn vấn đề thứ hai là cái gì là giao dịch viên tự xưng. Ở trong group này chả ai mà được đạt danh hiệu giao dịch viên tự xưng cả, thì toàn là những người tự xưng. Nhưng mà ở đây nếu như mà bạn tự xưng mà được người khác ủng hộ thì nó khác với một cái là tự xưng mà có 100 người mà các bạn nói các bạn là giao dịch viên mà khoảng 80 người họ chấp nhận thì chứng tỏ là các bạn đã thành công rồi. Còn nếu như mà không ai cho, còn bản thân nó đã giúp được mọi người thì cũng không nói đến nó làm được cái gì truy giao dịch truy hay là giao dịch trung gian truy hay là nạp mốc không ăn chiết khấu cho các bạn thì nó làm gì kệ nó. Còn nó muốn lấn sân sang giao dịch thì nó cứ làm thôi. Còn cứu chuyện của cứu thì hồi đó giờ là cứu làm, cứu không hề đụng chạm gì đến nó, cũng không hề đụng chạm đến những anh giao dịch viên còn lại. Tại vì trong group thì các bạn cũng biết rồi, hơn 400k thành viên, kể cả những cái group riêng của những anh làm giao dịch viên lâu hơn nữa thì công chuyện của ai nấy làm. Hồi đó giờ thì vẫn chưa có xích mích gì, 6-7 người làm, nhưng mà cứu là người làm cuối cùng. Nói chung cứu là người vào sau cùng á các bạn, làm giao dịch viên sau cùng. Thì nói chung là không có ai đụng chạm đến ai, bài của ai nấy bán hay là khách của ai thì nấy làm, chứ không hề có đụng chạm gì nhau. Nhưng mà từ khi nó mở cái kênh này của nó ra thì nó đâm hết người này đến người kia. Thì cuối cũng chả hiểu cái đó là làm được, nó làm được cái gì. Mà thật là buồn cười thì nó lúc nào mà nó phốt người ta thì nó cũng rất cái kiểu rất là tri thức các bạn, cái kiểu lịch sự đàng hoàng, nhưng mà các bạn đâu có biết được ở phía sau là nó như thế nào. Nếu như các bạn nào mà sẽ đọc từng cái comment ở trong cái bài này đi thì các bạn sẽ biết thôi. Thì cứu không biết nó làm được như thế thì nó được cái gì nữa mà nó muốn hủy hoại tất cả. Đầu tiên là nó muốn hủy luôn cả kênh vụ anh Vũ, thứ hai là bắt đầu nó muốn hủy luôn uy tín của cứu. Nhưng mà nó không ra mặt, cũng không dám đăng những cái bài mà có những cái từ ngữ mà kiểu như là nói tục, chỉ lên comment theo cái kiểu là như một cái ông bụt học thức vậy các bạn. Mà thật ra thì cứu coi thường nó vô cùng. Nếu muốn phốt thì cứ trồ cái mặt ra mà chơi với nhau, chứ đừng có nhờ đứa này nhờ đứa kia lên phốt giùm, hay là nhờ fan kéo qua kênh của cứu, hay là kéo qua kênh anh Vũ để comment lừa đảo, hay là để report. Chơi như vậy là chơi hèn lắm bạn. Bạn muốn chơi thì bạn phốt một cái bài chà bá đi, rồi mình lên mình chịu cho. Nếu như bản thân cứu mà từ một năm qua cứu làm thì mà nếu như mà có xảy ra một cái vấn đề gì thì chắc có lẽ là mọi người cũng đã tẩy chay rồi, chứ cũng không đến không có làm được đến ngày hôm nay đâu. Đấy thì các bạn nếu như bạn nào rảnh rỗi thì cứ ngồi các bạn xem từng comment đi, thì các bạn sẽ biết đây là một cái bài không phải của cứu viết ra, là một cái bài của một con phò của nó viết ra. Một đứa khóc thê từ trên xóm dưa, từ trên xuống dưới, các bạn có để ý hồi nãy giờ không, toàn là những cái comment chửi nó là đi khóc thê hay là này kia không liên quan, chứ không hề chữ thằng Tuấn Anh Online. Mà nó đứng ra nó ngu, nó đứng ra nó viết bài nó hưởng hết, mà nó không biết trong thời gian rảnh như thế này thì chuyện của ai người ta làm. Cứ bất cứ bài nào đợt trước thì cũng vậy, đợt này cũng vậy. Đây thì các bạn cứ xem đi, thẻ thì cứu vẫn in đều, vẫn làm giao dịch không có ảnh hưởng, nhưng mà mình cứu nói ra để cho các bạn biết, tức là sau cái video này nếu như mà thật sự nó muốn khiêu khích thì nó cứ lên nó nói đi, nó cứ đăng thẳng trực tiếp lên cái kênh của nó, hay là nó muốn post gì nó làm gì thì kệ nó, cứu không quan tâm nữa, chuyện của ai nấy làm.
còn chơi mà theo cái kiểu mà kéo fan hay là bỏ một tí tiền ra để nhờ người này nhờ người kia qua kênh để phá uy tín người khác, đạp đổ chén cơm của người khác thì đương nhiên nó nát chứ cú không bao giờ nát. Chuyện đó là chuyện rất bình thường thôi. Tại vì mua bán thì chủ yếu ở Zalo và Facebook thôi. Còn cái kênh thì cú cũng đã nói rất nhiều lần với mọi người, đó chính là cú chỉ làm cái kênh để vui, thứ hai là kiếm thêm thu nhập thôi. Thì kèo thì vẫn có sẵn đầy đủ ở Zalo và Facebook, cho nên là cú cũng không quan tâm lắm đến chuyện này. Tất cả những cái comment mà theo kiểu mất dạy hay là theo kiểu hùa thì cú sẽ chặn hết những cái comment đó và xóa hết những tất cả cái comment đó. Nếu như bạn nào mà bất bình cho chuyện này thì các bạn cứ liên hệ cho chủ